Có nhờ mình làm một cái video là đắp nổi những cái cụm rừng trên những cái chậu khay dẹp thì như thế nào. Cụm này không ghép đá, cụm này mình đắp đất nổi thôi, mình chơi giống như là đồi núi ha mấy anh em. Thì hôm nay mình chia sẻ với mấy anh em đó là cụm rừng sam đắp nổi. Thì hôm nay đây nè, anh em mình nhìn đây, thì mình lấy khoảng 4 đến 5 cây sam, 4 đến 5 chậu chứ không phải cây mấy anh em. Thì ở đây mình chậu mình giữ nguyên nè, và mình nhổ nó ra nguyên bầu mấy anh em. Mình nhổ cái cây sam này ra nguyên bầu nha mấy anh em. Bắt đầu mình để lên, mình để nguyên bầu luôn, không có dầu nước gì hết, mình để nguyên bầu, mình để trồng lên theo thứ tự, theo ý muốn chúng ta, từ thấp đến cao, làm như những ngọn núi ha. Cây cao mình để cao, cây thấp mình để thấp, mình để theo cái thiết kế của mình. Rồi thì anh em mình qua mặt sau, anh em mình xem cái bầu mình để đây. Đây những cái cụm rừng đắp nổi mấy anh em. Thì đây anh em thấy không, sợi dừa mình tháo xuống nha. Thì đây là toàn bộ những cái bầu đất còn nguyên zin nè, anh em thấy không, rễ nó sẽ ở trong đây. Và khi chúng ta đắp thì chúng ta sẽ đắp sợi dừa lên này. Bản chất của sợi dừa nó có những cái sợi tơ này chính với nè, nó có chín lại ha, nó có chín lại thành những cái ngọn núi ha. Rồi như vậy thì nó cũng sẽ không dính nhau mấy anh em, như vậy nó cũng sẽ không dính đâu. Như vậy thì khi chúng ta tưới nước nó sẽ rẽ xuống, thì tí nữa mình sẽ dùng một cái vải mỏng mình tủ nhì lên đây, thì mình cũng phải chuẩn bị vải đây mấy anh em, vải đây, để chúng nó mình sẽ đắp tủ lên. Khi mình đắp hết sợi dừa lên thì mình tủ lên, thì ở dưới cái phần mặt bằng đây mình sẽ đổ một cái lớp than đá xì lò đây mấy anh em. Mình có chuẩn bị than đá đây, thì cái đây anh em mình than đá đây á, thì anh em mình mua ở ngoài, nếu anh em có điều kiện thì dùng cát Nhật, đất Nhật, còn không có điều kiện thì chúng ta sử dụng các cái loại than đá xì lò về xử lý rồi nha. Cái này đã về xử lý rồi, tôi đổ một lớp ở dưới rồi. Thì rất đơn giản mấy anh em, thì sau này nó sẽ có một cái cụm rừng trên một cái chậu khay đẹp như thế này để mình làm sân vườn mình chơi. Mình cái này thì mình không có buôn bán gì được mấy anh em, mình làm sân vườn mình chơi, bởi vì thứ nhất là những cái chậu nó to, cái thứ hai nó là những cụm sam ghép đó, thì mình chỉ ghép vào. Rồi anh em mình thấy một thời gian sau nha, anh em tưởng tượng một thời gian sau thì cái rễ trong cái bao đất này nó sẽ đâm ra cái sợi dừa này và nó đi xuống dưới này, thì nó sẽ hình thành một cái lớp rễ chạy rất đẹp mấy anh em. Sau 2 đến 3 năm một hình thành một lớp rễ chải rất đẹp, nó chạy dọc nguyên quanh một cái đồi như núi này luôn, nó cứng luôn. Lúc đấy sợi dừa nó mục hết thì ngồi ra nó sẽ còn rễ thôi, và nó sẽ nằm trên những cái này, thì lúc này bộ xương của nó rất là đẹp. Thì cái đó là những cái kỹ thuật một số anh em trong hội nhóm mình chia sẻ, hôm nay mình làm video để mình chia sẻ cho mấy anh em đó. Thì rất là đơn giản, anh em nào cũng có thể làm được một cái cụm rừng như ý muốn mình. Và anh em lưu ý ha, khi chúng ta nhổ cái bầu cây ra thì chúng ta không có nên vũ rễ nó, không nên làm động rễ của nó. Chúng ta chỉ sắp những cái bầu này có đất kết chín này lên trên những cái ụn cao theo ý muốn của chúng ta thiết kế, và ủ trải một lớp sơ dừa lên. Và lớp sơ dừa này chúng ta trải đều nha mấy anh em, trải đều và một lớp là dày cỡ khoảng bằng một mắt tay chúng ta nè, chúng ta đưa vào một mắt tay chúng ta dày cỡ đây để cho nó giữ ẩm. Và chúng ta chỉ việc tụ vải, chúng ta tưới nước là xong. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cụm rừng hoàn thiện đó, rất đơn giản quá anh em. Và không có cần tốn một cái chi phí gì hết, chỉ cần một cái chậu 2 trụ đôn và những cái cây sam bonsai anh em mình bỏ ra, thì mình có thể trộn dừa trái dừa bông, cây trái cây bông, hay là mình có thể cụm rừng bông hết, cụm rừng trái hết, anh em mình thích như thế nào thì anh em mình làm như thế đó nha. Và cái này sẽ được làm tay chi sau khoảng qua Tết, nghĩa là sau 2 tháng rễ đâm mạnh, bắt đầu anh em mình lặt lá làm xương làm tay chi. Rồi cảm ơn mình đã xem video nhé.